Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng triển khai từ năm 2003 nhằm huy động năng lực sản xuất sửa chữa của doanh nghiệp công nghiệp ngoài lực lượng vũ trang, bảo đảm trang bị cho quân đội khi có chiến tranh. Sau 17 năm thực hiện pháp lệnh, thành phố Đà Nẵng từng bước hoàn thành mục tiêu đề ra, huy động một số doanh nghiệp công nghiệp tham gia thực hiện pháp lệnh. Đến nay, Đà Nẵng có hơn 22.000 doanh nghiệp, trong đó gần 1.500 doanh nghiệp công nghiệp. Đây là những thuận lợi để thành phố triển khai hiệu quả pháp lệnh công nghiệp quốc phòng. Qua khảo sát hơn 6.200 doanh nghiệp công nghiệp của thành phố, có 297 doanh nghiệp có đủ năng lực công nghiệp quốc phòng. Và chính phủ đã quyết định đưa 8 doanh nghiệp vào quản lý công nghiệp quốc phòng. Khoảng 300 doanh nghiệp có khả năng để mà đủ sức động viên cho quốc phòng. Và cũng đã đề nghị Thủ tướng cũng như quân khu sắp xếp như vậy khoảng 6 doanh nghiệp có năng lực thực sự để mà kịp thời động viên cho quốc phòng, và đồng thời cũng đã tổ chức tập huấn cho các cái người lao động trong các cái doanh nghiệp mà có khả năng đó. Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng được nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng đón nhận với những cơ hội mới. Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng là một trong các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của thành phố. Công ty đã duy trì xây dựng dây chuyền sản xuất lốp ô tô quốc phòng với năng lực trên 1.000 lốp một tháng. Để có kết quả đó, ngoài đầu tư kinh phí, đơn vị giải quyết chế độ chính sách và bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng ở Đà Nẵng đã sản xuất sản phẩm được thẩm định cấp Bộ Quốc phòng như dàn phóng lựu GBL-90, lựu đạn gang, lốp xe thiết giáp. Tuy nhiên, việc sử dụng trang bị, kỹ thuật và sản phẩm từ dây chuyền, động viên công nghiệp trong thời bình là vấn đề khó đối với doanh nghiệp. Về mặt sản phẩm đầu ra, các cái bộ phận mà đang quản lý, ví dụ như là quân khu hay là bộ vị trí quân sự, thì nên có những cái đơn đặt hàng thường xuyên, có nghĩa là có kế hoạch giao cho chúng tôi thì chúng tôi triển khai sản xuất, nó vừa đảm bảo được cái thiết bị vận hành nó trơn tru, vừa đảm bảo được cái công tác bảo dưỡng cũng như định kỳ chăm sóc nó thuận lợi hơn. Và chúng ta đã đào tạo con người rồi thì không nên để cho người ta không sử dụng, mà chúng ta sẽ thường xuyên đưa vô sản xuất thì tốt hơn. Tất cả anh em đều được đứng vào rồi học hỏi để có sản xuất cái dây chuyền sản xuất. Một năm thì được huấn luyện 2 đến 3 lần phục vụ cho cái dây chuyền sản xuất. Nếu có sự tình huống nào xấu xảy ra thì tất cả anh em công nhân chúng tôi đều sẵn sàng để phục vụ cho động viên công nghiệp. Qua thời gian thực hiện pháp lệnh công nghiệp quốc phòng, Đà Nẵng vẫn còn nhiều khó khăn, như số doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn chưa nhiều, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ người lao động trong dây chuyền công nghiệp quốc phòng còn hạn chế, một số doanh nghiệp né tránh làm ăn thua lỗ. Tuy nhiên, với trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, lãnh đạo chính quyền thành phố Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện pháp lệnh công nghiệp quốc phòng nhằm huy động năng lực của các doanh nghiệp công nghiệp để sản xuất sửa chữa các sản phẩm quân sự, đảm bảo cho nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống xảy ra.